Wow, xung quanh mình đây là những cái mô hình khủng long quá trời, cái mô hình khác nhau luôn kìa các bạn. Wow, đóng luôn kìa. Và chúng ta đã bắt đầu với ai trước đây? Ủa, mình thấy một con khủng long Giganotosaurus nè các bạn. À, và đây là khủng long Giganotosaurus với con mắt đỏ rực luôn, cái lưng nó những cái dài các bạn, quá là đẹp luôn các bạn thấy chưa. Đó, các bạn thấy hàm răng nó rất là bén nha. Con khủng long Giganotosaurus rất là ngầu luôn kìa các bạn. Ủa, ở đây mình có gì đây? Giganotosaurus kìa các bạn, quá là to lớn luôn nha. Ui, nhìn nó to gạt đã ghê chưa. Đây tiếp tục là Monolophosaurus chúng ta đây rồi, con này nó cạp miệng rất là hay này. Đó, cũng là Monolophosaurus rất là ngầu luôn. Dáng đứng kìa các bạn, nói miệng há rất là to này. Rất là đẹp luôn nha. Màu khủng long quá ngầu. À, Monolopho chúng ta đây rồi các bạn ơi. Khủng long Monolopho này nó có cái phần đầu một như một miếng thịt nha các bạn, rất là đẹp luôn. Tiếp theo là Iguanodon, có thể sử bộ móng vuốt khủng long Iguanodon chúng ta. Wow, các bạn có thể thấy được cái khủng long này nó sở hữu cái móng vuốt rất là chắc. Đó, cái chân của nó này. Đó, hay chưa? Công được luôn các bạn, hay cực. Ồ, và đây chúng ta có một Iguanodon chạy rất là nhanh luôn các bạn. Wow, mình tưởng con này đi bằng 4 chân mà nó chạy bằng 2 chân, rất là hay luôn. Kỳ luôn. Wow, có cả một voi mammoth nữa này. Wow ơi, và đây là mô hình của chú voi mammoth cực kỳ to lớn của thời điện sử luôn, với cái ngà cong vuốt luôn. Đó, các bạn có thể thấy được cái ngà của nó nha các bạn, rất là cong luôn mà có màu trắng rất là đẹp. À, con cháu của loài voi mammoth khổng lồ trong điện sử đây các bạn. Quá là ngầu luôn kìa. Và con Abatosaurus đây rồi, và đây là mô hình khủng long Abatosaurus với cái phần đầu là dài cực kỳ luôn, cái đầu như con trăng các bạn, con rắn hay gì đó. Đấy, con này nó bự hơn cả con khủng long chúa luôn, nó rất là to luôn các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa. Wow, con Abatosaurus này cái phần đầu của nó hao hao con ratio thấy nhỉ. Đấy. Ô, con hà mã khổng lồ nữa này, Hipporo các bạn có thể, chú hà mã nó bị rất là to nha. Lao vào cắn các bạn, nhìn rất là dễ thương luôn. Một con hà mã khá là to của thời hiện đại của chúng ta. Con này có những đặc điểm rất là hay các bạn. Con này nó chỉ biết lặn thôi, nó không biết bơi. Đấy, nó lặn mà nó đạp ở dưới nước nó đi kỳ luôn. Và đây một chú hà mã rất là thông minh, khi mình lấy cái lưng lựa tựa vào một cái cột các bạn để gãi ngứa cái phần bụng của nó, rất là thông minh luôn nha. À, nhìn nghe là thấy lạ lạ đi nữa không. Gắn tay khano thù lắm. Đây mình có một cái găng tay khủng long mà đầu bò khổng lồ Carnotaurus luôn. Đó, các bạn thấy con mắt của nó vậy. Nhìn sâu xa chưa đấy, xịn liền các bạn, quá là ngầu luôn. À, chú khủng long Carnotaurus đang cuộn lại và nằm ngủ kìa các bạn, nhìn rất là đáng yêu luôn. Tiếp theo mình có gì đây? Amagasaurus này các bạn. Wow, khủng long Amagasaurus, con này nó sở hữu cái đuôi cực kỳ dài luôn nha. Đó, các bạn thấy là con này nó có cái gai trên đầu rồi, cái con này trên đầu nó rất là đẹp luôn. Đó, sở hữu thêm một cái đuôi khá là dài nữa, con này quá là ngầu luôn. Đây mình có một con Amagasaurus với những cái gai trên đầu rất là nhọn luôn, các bạn có thể thấy cái đuôi nó quất quất nhìn đã chưa. Rồi, ui nó gớt rồi. Ồ, tiếp theo mình có gì đây? Khủng long bạo chúa T-Rex màu vàng các bạn, quá là đẹp. Khủng long bạo chúa này nó khá là ngầu. Wow, nó kêu các bạn. Tiếng gầm gừ rất là lớn luôn. Wow, nhìn đã chưa kìa, cái hàm răng con này nó quá là ngầu luôn các bạn. Đó, nhìn ghê vô. Wow, đẹp luôn. Hey, khủng long bạo chúa của chúng ta đây rồi các bạn. Rất là nhiều chú khủng long bạo chúa đang đi cùng nhau, rất là ngầu luôn. Kỳ luôn. Ở đây mình có cả Triceratops tam giác long của thời điện sử màu dạ quang các bạn. Con này nó có một cái sừng rất là nhọn, ba sừng, cũng là ba sừng Triceratops. Các bạn thấy cái phần đầu nó cũng khoanh tròn nhìn ngầu cực kỳ luôn. Ồ, và đây là Triceratops tam giác long của các bạn. Đó, các bạn có thấy nó bự gần bằng ratio luôn nha. Camo lạc đà hai bú đây các bạn. Đây chú lạc đà này sở hữu hai cái bú này. Đó, đây là hai cái bú của nó đây các bạn. Nhồi rất là cao như các bạn. Đây là nó chuyển nước trên đây á, nó di chuyển trong sa mạc khổng lồ luôn. Đó, nó uống nước vào nó có thể di chuyển trong sa mạc 2 ba tuần, 2 ba ngày rồi. Chú lạc đà có thể cao lên đến 2.5 mét vậy các bạn. Đấy, các bạn thấy cái bú nó cao không, chuyển nước để đi qua sa mạc đó. Đấy, tiếp theo mình có Amagasaurus của chúng ta đây. Nhưng mà con này có gai trên đầu luôn. Đó, nó khác biệt hoàn toàn với con Amagasaurus kia luôn nha.
rất là nhiều tư liệu cho thấy là khủng long này nó có nhiều loại các bạn. Đây, khủng long cổ dài Amagasaurus nhưng mà cái đuôi nó lại dài hơn cả cái cổ luôn các bạn. Ảo chưa kìa. Đấy. Nhìn qua Amagasaurus dài góc ghê nhỉ. Này là gì đây? Wow, một con tê giác xám rất là đẹp luôn các bạn. Ngầu cực kỳ luôn, các bạn thấy con tê giác đã chưa? Đó, cơ bắp rất là phát triển luôn nha. Con này nó có hai sừng rất là nhọn nè. Đấy. Ngầu cực kỳ luôn kìa. Mình có một chú tê giác khá là đẹp luôn. Và chú tê giác vừa mới được thả ra thôi các bạn, ở chung với những con lạc đà kìa. Đây là bạch tuộc khổng lồ Optimus luôn rồi. Một chú bạch tuộc khá là to, đang rung lắc cái gì rồi. Đó, nhìn con bạch tuộc nó to lớn chưa kìa các bạn. Ngầu cực kỳ luôn nha. Đấy, nhìn đã chưa kìa. Đây là mô hình của bạch tuộc rất là to luôn. Wow, luôn rất là dữ. Đấy, tiếp theo là T-Rex Tyrannosaurus khủng long bạo chúa đây. Khủng long bạo chúa theo phong cách dạ quang và xanh dương rất là bắt mắt luôn rồi. Cái tay nó khá là ngắn, nhìn rất là đáng yêu luôn nha. Không, là khủng long bạo chúa là một trong những loại thật to lớn của thời sự rất là mạnh mẽ. Hai con khủng long bạo chúa hợp sức lại hạ gục cả một con Giganotosaurus ta đang nằm ở dưới đất luôn kìa các bạn, quá là mạnh luôn. Qua đây ta. Mình có khá là khủng long khác nhau đây. Hai Giganotosaurus này các bạn. Ở đây mình có cả một con Giganotosaurus luôn, quá là ngầu luôn kìa. Đấy, các bạn thấy cái khủng long hai sừng này. Đó, khủng long đầu bò chúng ta nó có một xanh dương, xanh lá cây gì này. Cái lưng nó là chạy dài màu đỏ luôn các bạn, quá ngầu luôn thấy chưa. Một con khủng long Giganotosaurus quá bắt mắt. Giganotosaurus chúng ta khủng long đầu bò với một cái màu vàng rất là đẹp luôn kìa. Ở đây là Giganotosaurus nữa này các bạn, nhưng mà con này nó quá đẹp với con kia luôn. Tuy nó không có được màu sắc như con kia nhưng mà cái độ nét của nó này, đó gai này này nọ là rất xịn chưa, rất gì và này nọ luôn. Đấy, đã cực kỳ luôn nha các bạn. Cái mô hình cũng là Giganotosaurus rất là ngầu. Đấy, đã cực kỳ luôn. Chúng ta có một chú Giganotosaurus đang ăn những cái miếng thịt khổng lồ ở dưới mà các bạn ăn rất là to luôn kìa các bạn. Được chuẩn bị sẵn cho nó luôn đấy. Người gắn tay không, đây là một con khủng long bạo chúa cực kỳ to lớn luôn các bạn. Con khủng long bạo chúa này nó có một cái màu xanh lá cây ý là màu đỏ rồi nha. Ném không thấy luôn các bạn, con này nó màu đen luôn các bạn. Indoraptor, khủng long Indoraptor màu đen ném nữa là không thấy rồi, với những cái gai trên lưng màu vàng rất là bắt mắt luôn. Con này nó có cái gai trên cánh tay nữa này, móng vuốt nó nhỉnh lên nhìn ghê chưa kìa. Nhìn ghê thật sự luôn nha. Đó, đẹp chưa. Indoraptor của chúng ta đây bình thường nó sẽ có màu đen các bạn, trong đây nó lại có màu cam các bạn, ảo chưa. Ủa phía xa xa một cái gì đây, Ankylosaurus. Wow, há miệng này vậy là nhẹ, cái miệng há dễ thương quá nha. Thấy cái con Ankylo này cái nó há cái miệng rất là dễ thương luôn nha. Đấy, các bạn có thể thấy ở đây mình có nguyên con Ankylosaurus này các bạn. Đừng tưởng con này nó nhỏ nha, con này nó bự ngang bằng với con T-Rex đấy các bạn. Có cả Masiakasaurus này. Đây là mô hình khủng long Masiakasaurus các bạn. Wow, cái miệng nè. Các bạn thấy con Masiakasaurus mình chưa, đẹp cực kỳ luôn. Đã có Masiakasaurus đang đi săn mồi trong một cái cánh rừng rộng lớn luôn kìa các bạn, quá lớn luôn. Violotosaurus nè. Lophosaurus của chúng ta đây, cái phần đầu của nó là dùng để bảo vệ nó khỏi những con khủng long ăn thịt khác cắn vào cái đầu đó các bạn. Đấy, nó rất là cứng luôn nha, cái phần đầu trên đó của nó rất là cứng. Đó, hai con Riolophosaurus đang đi cùng nhau kìa, quá là ngầu luôn thấy chưa. Đấy. Nó rớt rồi không sao, có một cái tay khủng long nữa nè. Ôi, khủng long bảo chúa. Đó là khủng long bảo chúa của thời tiên sử.
cười liếc luôn các bạn. Con khủng long bạo chúa này nó bị khùng rồi các bạn à. Thấy nó cười liên tục luôn kìa. Đó, không sao, chúng ta nên bỏ qua nó rồi. Wow, một cái găng tay khủng long bạo chúa rất là ngầu luôn nha. Khủng long bạo chúa nó chạy rất là nhanh luôn các bạn. Có vẻ như rất là dễ vết thương, nó bị con nào cắn rồi các bạn ạ. Mình thu thập được quá trời khủng long, chúng ta có những cái kiến thức khủng long quá hay luôn kìa các bạn. Đấy, xin chào và tạm biệt lại các bạn vào video tiếp theo.